Chiều nay, Ban chỉ đạo cấp bách phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi tỉnh Đồng Nai đã họp để nghe báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì buổi làm việc. Theo báo cáo, bệnh dịch tả heo châu Phi đã xâm nhập vào địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, đã xuất hiện ca bệnh đầu tiên vào ngày 17 tháng 4 năm 2019. Tính đến ngày 23 tháng 6 năm 2019, dịch bệnh đã xảy ra tại 156 hộ chăn nuôi thuộc 24 xã của 8 huyện Trảng Bom, Nhân Trạch, Vĩnh Cửu, Long Thành, Thống Nhất, Tân Phú, Xuân Lộc và thành phố Biên Hòa đã tổ chức tiêu hủy 25.099 con. Theo đánh giá, diễn biến của dịch đang rất phức tạp, dù bệnh không lây sang người nhưng rất nguy hiểm đối với đàn heo của tỉnh, tỷ lệ chết lên đến 100%. Nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất cao, bởi Đồng Nai là một trong những tỉnh thành có đàn heo đứng đầu cả nước với khoảng 2,5 triệu con. Còn 25% số hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ tồn tại nên khó kiểm soát mầm bệnh. Không chỉ vậy, công tác phòng chống dịch gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể, bệnh dịch tả heo châu Phi chưa có vaccine phòng bệnh, đường truyền lây của mầm bệnh khá phức tạp, virus có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường. Mặt khác, sự khai báo cung cấp thông tin của cơ sở chăn nuôi về tổng đàn vật nuôi và tình hình dịch bệnh còn chưa kịp thời. Việc lựa chọn địa điểm và xử lý hố chôn gặp nhiều khó khăn do số lượng vật nuôi bị tiêu hủy khá lớn, đặc biệt là thời điểm mùa mưa. Bên cạnh đó, việc kiểm soát mầm bệnh từ các trang trại chăn nuôi có dịch bệnh rất khó khăn. Các hộ thường sử dụng hồ nuôi cá để tiếp nhận nguồn xả thải, dẫn đến nguy cơ phát tán mầm bệnh ra ngoài rất cao. Trước thực trạng và khó khăn đó, tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Chánh đã đề nghị Ban chỉ đạo khẩn cấp chống dịch tả heo châu Phi các cấp và các địa phương tiếp tục tuyên truyền, động viên, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc khử trùng. Bởi đến nay, dịch bệnh này vẫn chưa có vaccine đặc trị. Ngoài ra, cần tiếp tục tăng cường, kiểm tra, kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển và tiêu thụ heo cũng như các sản phẩm từ heo. Đối với các hành vi vi phạm quy định làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh cần xử lý nghiêm.